dạ. anh quay nóc chén kìa. Dạ. Bây giờ sao, mới sao cô? Mười mấy ngày là không có nước để rửa chén luôn hả? Nói nha nghe chơi bỏ đổ má nhà trọ thì khi là không dám dứa khách nữa. Đĩa đủ mà không có nước trời. Dạ, mấy mươi năm ha. Đó là 30 á, 30 năm là lúc tôi biết ha. Dạ. Lúc tôi 17, 18 tuổi tới bây giờ mất cái hạn một lần này. Rồi. Quán nó thường xuyên. Ở trên quán mà còn thiếu rồi người dân sao tội? Thiếu chứ, người dân thì ta xài không, ta không có buôn bán, nó không phục vụ cho khách ngủ thì nó đỡ. Dạ. Con này phục vụ cho khách ngủ, ngủ trọ, nhà trọ. Thấy lạ không? Thấy, thấy tình hình là giật nước hết phải không? Đứng ở trên cầu em gái xíu xuyên là nước sỉnh lên nè, nhìn đen hì luôn á, cái tội quá ha. Phải có xuống mà một giờ đêm 12 giờ tôi có sức cạnh mè tới mờ tới sáng giờ cho đầy cho người ta mới cho người ta được chứ đâu phải bà con ví dụ có mình lấy không có đi lấy bao nhiêu lần hả chú? Một lần đủ không? Ba bốn lần, hai ba lần cũng được. Dạ. Vực này mình cho ăn đây nè, chỗ đây nè còn nước nha, rồi bữa nay là vực xuống tới dưới đáy luôn rồi đó. Bên khu vực ngay bển là chỗ tôi vực đó. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đang có mặt tại núi Cấm, đặc biệt ở đây là khu vực Hồ Hủy Liêm. Cách đây khoảng tầm gần 2 tháng thì Cao Tùng Vlog cũng có cập nhật tình hình ở khu vực Hồ Hủy Liêm cũng đang cạn rất là nhiều, đặc biệt là trong 2 tháng nay thì vẫn tiếp tục không có mưa nha, do đó thì tình trạng hạn hán cũng kéo dài và cái hồ cũng đang dần cạn nước xuống. Không phải khu vực Hồ Hủy Liêm không mà rất là nhiều điểm ở khu vực Bảy Núi, những cái hồ chứa nước cũng đang cạn dần do nắng hạn kéo dài. Clip này thì Cao Tùng Vlog sẽ cập nhật tình hình ở khu vực Hồ Hủy Liêm cũng như là một số vườn gãy của bà con. Đặc biệt là tình hình hiện tại thì do nắng hạn kéo dài thì nghe nói là trên khu vực đỉnh cũng đang thiếu nước, bà con phải xuống khu vực dưới chân núi để lấy nước. Rồi, Cao Tùng Vlog sẽ mời cô chú chị và các bạn nghe theo chân Cao Tùng nha, để cập nhật tình hình ở Hội Liêm và khu vực trên đỉnh núi Cấm nha. Giờ này là 7 giờ 56 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 nha. Cao Tùng Vlog tiếp tục cập nhật tình hình ở trên khu vực núi Cấm. Trước mặt cô chú anh chị đó là một cái hình ảnh phải nói là đặc trưng và rất là đẹp và cũng tâm linh rất là nhiều. Nói chung là lên đây thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy được cái cảnh của chùa Vạn Linh rất là đẹp. Bây giờ thì Cao Tùng Vlog sẽ đi xuống khu vực Hồ Hủy Liêm nha, để cập nhật tình hình hiện tại xem là như thế nào. Cũng gần tầm 2 tháng rồi Cao Tùng Vlog tới trở lại khu vực này để cập nhật tình hình xem là Hồ Hủy Liêm cũng như là một số vườn gãy của bà con ở trên khu vực núi Cấm như thế nào nha. Đây là cái khu vực mà rất là đông bà con lên đây để chụp ảnh rất là đẹp. Ừ, đúng rồi, hỏi mấy cô trên đây là chính xác nhất nè. Chị bán thức ăn. Chị hỏi không là trên núi Cấm mình có mưa đám nào chưa? Không, không có mưa. Trời ơi. Chưa có mưa luôn hả chị? Chưa, không có mưa đám nào. Dạ, trên đây chắc cũng đang trông chờ mưa quá. Rồi có hồ càng ngày nước nó càng khô hả chị? Đó mình cũng cạn. Dạ. Tại vì lâu đây. Lâu quá mà không mưa là hồ sẽ giật xuống nữa. Thì đó. Dạ. Cá không? Một tôi bịch đây. Dạ, để em quay tí đi rồi mua. Đó, xuống dưới quay. Bác bán cho em một bịch đó chị. Mua cho người bịch đi. Còn còn chị kia nó đâu em không gặp chị? Một chị bán nữa mà, hai chị được mà. Có hai chị đó, mua sao? Chị bên kia nữa hả? Ủa em thấy dọc đường. Lấy cho em một bịch đi chị, một bịch nhiêu? Chỗ mà 10.000 phải không? Cái giò nước cho bà con mình chứ chị núi là chở nhiều lắm đúng không? Rồi chị, lại đây bán em bịch đó nè. Tôi không biết, tôi ở đây tôi chở cho chị lên đâu mà tôi không biết. Không rồi. Tiền nó thay đúng không? Không rồi, lâu lắm rồi không có mưa hả chị? À quá khô luôn.
Dạ. À, vậy là tiếp bằng nhóc khờ hết đó, 10.000 luôn ơi. Vậy hả? Đúng rồi, phơi ra thấy không, nó mời cùng xà lì đấy. Là có bán không, có bán thức ăn luôn không? Bán thức ăn thì tôi nè, mà hai mẹ con tiếp nó 10.000 luôn đi. Rồi, vậy là lấy mỗi người bịch đi là 3 bịch đi ha. Dạ. Lên đây là mua ủng hộ. Thứ nhất là ủng hộ cho mấy chị, thứ hai là mình cho mấy con cá ăn, cỡ này chắc cũng đói lắm. Cá đói, người đói luôn. Giữ người ta mới giờ này mà nắng rồi nè. Nắng sao một chút xíu nó là nắng cái không nổi luôn. Mới có 8 giờ hả? Giờ này khoảng 8 giờ. Mà thời tiết nóng khó chịu đó. Dạ. Lúc giờ chắc năm nay là nó hạn nó nắng như thế này chứ năm trước đâu có vậy. Trong này là nó tính là chừng 30 năm mới đáo, có đáo lại. Dạ, mấy mươi năm ha. 30 năm rồi. Tính là 30 á, 30 năm là lúc tôi biết ha. Dạ. Là lúc tôi 17, 18 tuổi tới bây giờ mất cái hạn là một lần này rất thiệt luôn. Quả cái này lúc đó tôi 17. Rồi em gửi tiền nha, ba bịch, ba bịch 30.000 chị. Rồi em cảm ơn nha, chúc mấy chị đây tới trưa khách đi đông đông bán hết luôn nha. Dạ dạ. Hôm qua được 20.000 bạc là có 11-12 giờ. Dạ. Cái này nói chung là khách cũng vắng ha chị, bán cũng nói chung là cỡ này còn chậm ha. Dạ. Chị có bán cá bông sinh nữa ha. Dạ. Dạ. Đây hiện tại thì mình sẽ quay khu vực ở dưới cho cô chú chị xem nha. Đây có một cái bảng chú ý khu vực nước sâu nè. Đó. Hồi trước là nước ở đây là nhiều á, là sâu lắm, là người ta để cái bảng là cảnh báo luôn, mà bây giờ hiện tại thì phải nói là nước cũng khá là cạn luôn rồi. Mấy tháng trước mình quay khoảng tầm 2 tháng rồi. Rồi bữa nay giật khung quá trời luôn rồi, tút ở dưới luôn rồi. Còn có lòng hồ chảo dưới không à. Giờ mình kiếm đường mình đi xuống nha. Đây lúc trước thì nước đó là lên tới trên đây nè cô chú anh chị. Nếu mà lúc mà đỉnh điểm mà nước nhiều á là túc trên đây nè, nó ngập mấy cái bờ đá là ngập hết nha. Đó. Nhưng mà bữa nay thì nước càng ngày càng giật xuống, do là nắng hạn quá lâu rồi, không có mưa nên là không có cái lượng nước đổ xuống được á, nên là giật cạn quá cạn. Ồ, túc trên đây nè, ngập túc trên đây nè chứ không phải dưới đây đâu, sâu lắm. Anh Tùng đi núi Cấm chắc cũng nhiều lần, có thấy cảnh nào như năm nay không? Nói chung là đó giờ mình đi cũng cập nhật tình hình ở khu vực hồ rồi đi vòng vòng núi Cấm là những cái điểm mà có hồ đó là hồi xưa tới giờ là chưa bao giờ gặp cái cảnh này luôn á. Nói chung là mình đi cũng nhiều năm rồi. Nói chung mấy năm rồi nó cũng có hạn, mà năm nay đặc biệt là nó hạn sớm rồi. Đúng rồi, hạn sớm mà kéo dài luôn nữa. Yeah. Mấy tháng trời mà không có mưa, một giọt mưa nào hết. Rồi thưa cô chú, thường mà mình muốn cho cá ăn đó là chúng ta đứng trên cầu ha. Đúng rồi, đứng ở trên cầu. Gần lắm, gần nước gần tới dưới đây nè. Còn bây giờ thì không ngờ là mình lội ra đây được luôn. Như đây là dưới đáy luôn á, đáy hồ. Hiện tại không biết những đàn cá này kia như thế nào á, mình coi còn nhiều không. Ở đây có một cái vũng nước ta. Chắc mình nghĩ cũng có một cái mạch nước nào á, nó dẫn xuống đây nè. Ê, hôm nay chuồng chuồng bay dữ rồi ta, có nào mưa không? Đã nói câu là sao anh ấy, chuồng chuồng bay thấp vậy? Chuồng chuồng bay thấp thì mưa phải không? À, nó bay thấp rồi đó nha. Thấy chuồng chuồng nhiều quá luôn kìa, nhóc con trên kìa. Còn mong cho nước Cấm là mưa sớm giả hạn mới được ơi. Có một số nơi vườn tường này kia nó cũng bị khô khan thiếu nước luôn á. Để tí nữa có thời gian mình sẽ đến đó mình cập nhật cho cô chú anh chị mình xem. Đúng rồi. Giờ thì nói chung là tình hình ở núi Cấm cũng đang căng thẳng lắm. Ê, mình tí tiếng là gần quay núi chuồng á, cho bà con mình coi coi. Này cũng là một cái câu, một cái câu tục ngữ hồi xưa giờ là ông bà ta truyền lại á. Chuồng chuồng bay bay cao thì nắng, bay thấp thì mưa. Bay nắng bay vừa thì râm. Bay vừa thì râm á. Giờ rồi giờ bay thấp xuống luôn rồi. Đây được rồi, gần quá nó bay đi xa nữa. Nó cô chú anh chị có thấy không? Mình cũng mong là ngày gần nhất sẽ mưa nha. Tốt nhất là chiều nay hoặc là ngày mai. Mình mong là mình quay cái đợt này về là có mưa liền luôn nha. Bữa nào mà có mưa là hai anh em mình cũng có duyên lắm đó ta. Cầu cho bà con. Nhóc hết trơn luôn á, nhiều lắm. Từ mấy trăm con á, xa xa nó chân cầu rồi, nhiều lắm luôn á. Hôm nay là ngày 24 tây, gọi là
Rồi, bữa nay thì mình mua mấy cái bịch thức ăn nè xuống để cho cái đàn cá ăn. Nói chung là hiện tại thì do khách du lịch cũng vắng á, nên là cái đàn cá mình nghĩ là cũng hiện tại cũng đang đói á. Trời ơi, nè cô chú anh chị ơi, giờ là bài lên trơn luôn nha, phù gan luôn. Mèn ơi, đợt trước mình quay là cái chỗ này còn nước nha. Nó bữa nay còn có lòng chảo không nè cô chú anh chị ơi. Bữa hổm là mình quay ở khu vực này mình cho ăn đây nè, chỗ đây nè còn nước nha. Mà bữa nay là giật xuống tới dưới đáy luôn rồi đó. Bên khu vực ngay bển là chỗ chùa Vạn Linh đó. Bữa nay còn nước ở dưới đáy không à, quá tơi cạn luôn rồi, không biết đàn cá như thế nào luôn. Nó nguyên một cái bãi nè, khô gan khô khóc luôn, không có một miếng nước nào hết trơn luôn. Đó cô chú anh chị ơi, nói chung là hiện tại thì do nắng hạn kéo dài đó, năm nay thì nắng nhiều quá nên bà con cũng tưới gãy nhiều quá, nên là cái mặt nước của hồ nó cũng giật nhanh lắm. Như bình thường cái nắng thì nó giật chậm, nhưng mà năm nay khô hạn kéo dài và con tưới gãy cũng nhiều quá, nên là tội con chim gì đẹp dưới ta, hết sức chim đẹp rồi, nên là năm nay cũng nước càng ngày càng giật xuống cạn. Trời ơi quá trời luôn rồi. Bữa hổm là nước còn trên đây nè, mình quay cái đợt trước á là còn ở trên đây luôn nha, mà bữa nay là giật xuống tới dưới đáy dưới luôn rồi đó, quá trời cạn luôn rồi. Bữa hổm là mình đứng ở trên đây nè, cách đây khoảng tháng mấy là mình đứng ở đây cho ăn được rồi, mà bữa nay giật xuống dưới cả mấy mét nữa, quá cạn luôn rồi. Cái này nếu mà không có mưa là hồ này lơ mơ là nó muốn khô luôn rồi nha. Khô luôn, hồ này nếu mà tình hình kiểu này nếu mà không ổn là hơi khô luôn đó. Chừng tầm 1-2 tháng nữa là xong luôn, hết nước luôn. Đứng đây cho cá ăn đỉnh ơi. Đây xuống thăm lại đàn cá, nói chung là giờ thấy tội lắm, tại vì nước không có nhiều á là nước nó càng ngày càng sắc xuống á, là cái độ nóng của mặt trời á nó chói xuống á là cái đàn cá là dễ bị bệnh lắm. Đây nhớ chừa lại bịch, đang cho bên kia cho mấy cái đàn cá bên kia nữa nha, cho đều chứ cho ăn không bên tội nghiệp bên kia. Rồi, cho cá ăn đi. Ướt mình quá. Rồi xa xa ra. Đây. Bậu quá trời luôn. Bây giờ muốn cho cá ăn là phải ra lúc ngoài này nha cô chú. Chứ đói lắm đó, chậu có nước, chậu có hớt ăn đồ ăn. Ừ. Mấy cái đợt mà nó đẩy nhiều á, khách du lịch đông á thì cái lượng nước ăn cho ăn nhiều. Còn như cỡ này khách du lịch vắng á là cá đói luôn. Ăn một xíu mà nước sạch lên. Đây mình nghĩ cá dễ bị bệnh lắm. Cá sống ngoài đây chắc nó nắng nó ngợp lắm hả ta? Quá nắng rồi. Quá giật cạn. Giờ không có chỗ đi vô trú nắng luôn. Với số lượng cá nó cũng nhiều đó, nếu mà nước cạn quá là nó chặt lắm. Ừ. Hôm nay đến đây mình thấy là hết hồn luôn quý vị. Quá chừng khô quá nè. Quá cạn rồi, khô gan luôn. Cá này nhớ là mình đi, nếu mà mình đi cho ăn thì nhớ là những cái bọc này mình phải bỏ gác đúng nơi quy định nha cô chú anh chị. Nói chung mình cũng khuyến cáo rất là nhiều lần rồi, để thôi nếu mà mình dục xuống đây là ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường á. Cái gò đá ngoài đó mà lúc trước nó ngập lúc luôn rồi không thấy, mà giờ nó nhô lên kìa. Rồi tính ra nước giật xuống là cỡ 2 mét có trên đó nha, có 1-2 mét trên á, một bãi đá nó nhô lên quá chừng luôn. Quay cái này. Rồi anh bà luôn nè. Rồi nó thương hả? Mình gần đây có ăn nó bà lên nè. Nó tội nghiệp ghê ta. Nó chưa anh bà luôn nè. Cái
nhà nước ở đây, mình ngồi ở đây là nghe cái mùi nó bị hôi luôn á, thúi luôn á. Ướt mình luôn rồi. Có mấy cá chê dữ dằn luôn kìa. Dục được xa ngoài cho ăn. Đó, mới cho ăn chút xíu, xíu là nước xịn lên nè, nhìn đen hì luôn á. Nó tội quá ha. Nước dơ này dễ bị bệnh cá. Trên thì nắng, ở dưới thì nước xịn. Ôi, lắc lên bờ luôn. Có mấy cá hết chất bự rồi. Còn một này sao? Còn để bên kia cho ăn. Qua bên cái bãi bên kia á, nghiệp. Cho ăn thì cho ăn đều đều. Nếu bọc bỏ vô trong sọt rác nha cô chú anh chị. Đó, khi mình cho ăn rồi là mình bỏ trong sọt rác đàng hoàng nha. Để giữ vệ sinh môi trường. Cô chú ơi, giờ nắng hạn là cá sống ở đây là không có chỗ mát chúng luôn. Lúc trước cây cầu còn là cá như đó nó có mát cũng đỡ. Nhưng mà bây giờ nước nó giật ra là cá. Hoặc là nước sâu á, nó có thể chầm mình lặn sâu dưới thì cái độ mát nó đỡ hơn. Còn bây giờ là kiểu như là phơi cái mình lên luôn. Đâu còn chỗ nào là để sâu xuống mà mát đâu. Nếu mà tình trạng này kéo dài, mình nghĩ là nếu mà không có mưa nữa đó là thằng cá này cũng dễ bị ảnh hưởng hết luôn á. Cái tội ghê ta, cái tội nghiệp ghê luôn á. Ok, tối quá đói rồi, ngán trường lên trên, ngán trường tốt trên kiếm ăn. Mấy cái tội nghiệp rồi, mình cho ăn cũng được, phải xa ngoài á, nhưng mà có mấy con thì nó cũng trường vô, phải chích cái trong á để kiếm ăn. Cái công nghiệp nước là đứng ở đây là mình nghe cái mùi thúi luôn á. Cái lượng cá cũng còn rất là nhiều nha. Nó nguyên một cái bãi nè. Bây giờ là đâu có còn nước nổi trên đầy đường nữa đâu. Rồi lật xe luôn rồi, mấy chú lấy nước với mấy cô. Trở lên cô. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cô lấy nước bị ngã xe luôn. Đây trên đây thì người dân hiện tại thì ở trên đỉnh mình đi xuống hả cô? Rồi ở đây là đường nước là cũng cái đường ống dưới kênh truyền xuống nè hả cô? Dạ, cái này là ta xài giếng. À, có nghĩa là cái này là cái giếng bơm lên ha. Cái giếng là ta cho nè, còn cái công trọng là nghe nói là tới chỗ Phật Bà này là ta lấy hết trơn rồi. Dạ, vậy là không đủ là nước truyền lên được trên ha. Dạ. Không đủ cũng phải buông ra cho người ta nữa. Dạ. Nước dạ. Không lên được. Dạ. Tôi nó thiệt thôi mà đưa tôi làm ông lớn thì tôi làm. Rồi ở đây thì mấy chú nhờ một cái địa điểm của người dân nha. Cái này là của tư nhân hay chú của người dân ha. Lớn. Dạ. Cũng 10 ha. Ông mình bên cho ông có ba nó chạy hết trơn rồi. Dạ. Ông 10 là ông 10 cho nước ha. Dạ. Rồi cũng thay mặt cảm ơn ông 10 rất là nhiều nha. Ông nhờ ở đây nhờ ông mới có nước sạch không có. Dạ. Đây. Mấy cô chú này là ở trên khu vực trên đỉnh á, hiện tại thì trên khu vực đỉnh là rất là thiếu nước nha. Xe vậy là mình chở được bao nhiêu can hả chú? 4 can hả chú? 7 can hả? Thôi chở nhiều dữ ta. Trời ơi, chút xíu cũng bị cho mệt thì chết luôn. Dạ. Vậy là một ngày mình đi lấy bao nhiêu lần hả chú? Thì, một lần đủ không? 3 4 lần, 2 3 lần cũng được. Dạ. Chở được mấy người ta không có chở được mà chở giùm. Có nghĩa là chú chở giùm cho những cái bà con ở gần nhà chú luôn ha. Dạ dạ. Thương mấy chú ghê ta. Nước rửa chén mấy ngày nè,
dạ. Chánh quay nóng chén kìa. Dạ. Bây giờ sao, mới sao cô? Nè. Mười mấy ngày là không có nước để rửa chén luôn hả? Thôi kìa, nóng chén là chánh quay. Nam mô A Di Đà Phật. Khu du lịch quốc gia mua bán dạ. Nè. Bây giờ có không? Dạ, vậy là trên đây là thiếu nước trầm trọng luôn hả cô? Ôi, ừ. Thấy khổ vô ta. Cầu là kêu nhà nước phải xả cái ống này ra cho cái công bằng nè. Mình dạ. Làm như vậy đó. Ồ, sư cô đi đi. Rồi, cảm ơn sư cô nha, cảm đẩy tiếp không? Vậy chứ yếu dữ rồi. Nên cô sư cô dốc. Sư cô đó chắc là cũng ở trên gần gần trên đỉnh nó chảnh quá. Dạ. Dạ, trên chảnh chắc cô không có nước luôn hả cô? Thiếu nước. Dạ. Dạ, dạ. Trời ơi, vậy là mỗi ngày là chú phải đi xuống khu vực dưới đây nha để lấy nước nha. Bây thì ở trên núi Cấm bây giờ cũng khu vực ở trên đỉnh là thiếu nước trầm trọng luôn. Ở chỗ nào cũng vậy chứ. Dạ. Chùa Phật nhỏ cũng thiếu luôn hả chú? Dạ. Chỉ chở là một xe được 7 can ha. Có người ta cho từ thiện nữa chứ. Dạ. Nói chung cũng tùy chỗ ha. Ừ, dạ. Chứ không phải là tao bán không, có ông Út Cà Tân đó ông cho từ thiện không chứ ông đâu có bán đâu. Dạ. Trở lên ngay chỗ mẹ con anh đó. Dạ. Thì ông cho chỗ đó về. À, nói chung là tình hình ở trên đây là giờ là cũng thiếu nước trầm trọng hả cô? Dạ, nói chung là mình cũng cầu cứu coi có cách khắc phục không. Nhu cầu là cái xã An Hảo này phải dòm ngó cái đường dây. Dạ dạ. Dầu có vợ vợ cũng có được gia đình tao được chục tỉnh ra điều hòa nhau. Dạ. Chung là bà con ở trên đây cũng bức xúc vì nước hình như là lên trên đỉnh thì hơi thiếu quá cô chú anh chị. Nên giờ bà con ở đây cũng rất là khó khăn, phải đi xuống xa dưới đây nè để mà kiếm cái nguồn nước lên. Dạ. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô luôn nha. Dạ dạ. Nó nhu cầu là ông Bình Minh là cái công bằng đó. Dạ. Đây là một cái điểm phát nước miễn phí nha. Đó. Đây là tôi nước là của tôi nè. Dạ. Cái này là mình phải hứng sáng đêm hả chú để cho những cái bồn này đầy ha. Dạ. Để cho bà con buổi sáng lại lấy ha. Dạ dạ. Dạ. Đây buổi sáng thì bà con người ta lại đây để hứng những cái can nước nè để chở về xài. Rồi, gặp cô luôn. Dạ dạ. Nó chảy rồi cô, vậy mình chạy đi cô. Dặn kỹ kỹ lại cô. Này tốt nhất là có cái bọc á. Có cái bọc quấn lại. Quấn lại. Rồi chạy chạy xíu xíu về được cô. Bà của tôi để mười mấy cái, không biết ai lấy hết trơn rồi. Tại vì nghe dụng nước nè. Lấy hết trơn. Nước này nước xài hả cô? Dạ. Đây là những chú phát nước miễn phí nha quý vị, cho bà con nào cần lấy nước xài để xài. Là một người được 3 can đó chú. Mình có quy định là bao nhiêu can năm chú một người á? 3 can nhưng mà mình nói 3 can thôi, mình cho là 5 6 can. Dạ. Nói chung là cũng căng căng ra một người 3 can nhưng mà thiếu thì mấy cô chú cũng lấy thêm được. Dạ. Cũng như coi như là bao nhiêu cũng được, dạ. Nhiều cũng được nhưng mình để là để vậy thôi. Dạ. Chứ 3 can, 5 can, 10 can cũng được. Nói chung là mình cho ai cũng được hết trơn á, đâu có cần quan trọng là lấy nhiều lấy ít đâu. Dạ. Cũng như miễn lấy sao kệ bà, nó hết thùng nước rồi thôi. Dạ đúng rồi. Đã chấp nhận làm phước rồi đâu có quan trọng là lấy người lấy nhiều ít đâu. Có. Dạ. Hôm nay nó phù hạn quá của chú này, chỗ nào có nước dư là cung cấp chi tiết cho bà con. Chi tiết cho bà con dạ. Lại từ vậy đó. Chứ không có đâu. Tại vì hiện tại thì cái lượng nước nó cũng ít á. Nên là những cái hộ dân mà xa ở trên là con nghĩ là nước không tới á, nước không tới luôn. Dạ. Nghĩa là nó phù sớm hay chú. Chứ hạn kéo dài nữa. Kéo hạn theo là một tháng rồi mới mưa là dân ở đây đang khổ dữ lắm đó. Dạ. Đang khổ dữ lắm. Tôi đang tập trung bây giờ. Không có đủ tiền để làm can, không có đủ tiền mua thùng nữa nè, mua nước. Cái can thì không có làm gì, thí dụ người ta ấy, người ta cũng có can nhà, người ta dạ. Lại, người ta mua, người ta chở lại, người ta chở. Dạ. Mình có không có cần thiết có mua can mà cho người ta. Như mấy chú hiện tại là mình cần bồn hay là sao chú? Cái bồn này nè, nhỏ nhỏ vậy nè. Thôi, dạ. Giờ đủ hết trơn rồi. Giờ nó có cái bồn này đủ hết rồi nè, bồn này ấn đủ rồi. Dạ. Ta lấy đi rồi. Bồn nào? Ta lấy đi nữa rồi.
thì nó lấy đi cậy nó một bồn này cũng được. Dạ, cũng có cái bồn này để chứa nước từ từ ha. Cần một bồn nữa. Dạ, dạ. Nước giếng hay chú? Nè, nước cây của nhà nước, nước máy ha. Tôi mua máy nước máy ha. Dạ đúng rồi. Bạn ơi, quá quý luôn các bạn. 17.500 khối nè. Nước khối đàng hoàng ha. Đúng rồi. Nước khối nghe với chú mày là xin tiền ra mua để mà cho bà con mình miễn phí nè. Đúng rồi, nước khối là phải tốn tiền chứ đâu phải là nước giếng đâu. Nước khối nước chảy. Dạ dạ. Đây là nước khối nha. Đang lúc khó khăn vậy mà quý chú mình xuất tiền nhà ra làm như là quá quý luôn. Quá ok rồi. Dạ. Nè, nước miễn phí nha, một người 3 can. Dạ, để 3 can thôi nhưng mà người ta lấy hơn cũng được nữa. Ừ. Nói chung là mà cần xài hả chú? Đó, cái việc lại lấy. Dạ, nói chung là để vậy thôi, để chia sớt với nhau chứ lấy nhiều hơn cũng đâu có sao đâu. Dạ, đã chấp nhận làm phước rồi. Dạ. Ừ, muốn chảy như thế. Dạ. Quá tốt rồi. Nước máy là phải tốn tiền á. Ờ, tốn tiền nhà nước chứ sao không. Dạ dạ. Phải tốn tiền. Ừ. Tốn tiền mua nước chứ. Tôi chưa cả điện nữa, tôi bơm tôi cho nó mạnh nữa đó. Dạ. Quá tốt luôn, hiện tại mà có những cái phải nói là những cái tấm lòng của mấy chú như vậy là quá tốt luôn rồi. Nó lấy dữ chừng đấy. Dạ. Đúng không? Nếu nắng càng nhiều thì nó lại lấy càng dữ chừng đấy. Dạ đúng rồi. Không ngờ trên này đâu có mưa gió gì hết chú. Sáng giờ là lấy bao nhiêu can rồi anh trai? Đủ xài chưa? Là một ngày 4 can hả? Như thường ha. Không có thì lấy ít lại chút xíu á. Anh trai nói có nước là mình cung cấp á. Rồi hết người này là chở người kia. Dạ, chở vậy cũng, đó mình đâu có biết. Mình cũng bơm liên tục hoài ha chú. Chú đây nè, trời ơi, cái bao chú đây cho nó chạy chứ. Thấp chú ha. Cái này mà phải có cái gì mà mình kê cái bồn nó cho cao ha chú, cho dễ lấy hơn. Kê thì nước bắn lên không nổi. À. Nước bung tên nó bắn lên không nổi. Dạ. Cũng gầu ha, tại vì nước cái bung tên chỗ đó nếu mà để cao quá thì bơm lên không nổi. Dạ dạ dạ. Cái cây đó mình chuyển vô bồn. Ờ chuyện nha bà con, người ta xài chứ nhà nó cúp nước á, ví dụ giờ dạ. Giờ nó cúp nước rồi. Tại vì tôi nói bé Quỳnh nghe là nước này á không phải nó có suốt mà 1 giờ đêm 12 giờ tôi có sức cạnh mè tới mờ tới sáng. Giờ cho đầy cho người ta mới cho người ta được chứ đâu dạ. Phải chạy suốt ngày đâu. Đó dạ. Giờ đang cúp nè. 1 giờ khuya nó mới có hoặc 5 giờ chiều nó mới có cái nữa. Dạ. Mình phải đứng canh me đó. Dạ đúng rồi, đâu phải như là ở dưới đồng bằng của con đâu là nước có tối ngày. Còn ở trên đây là có giờ khuya người ta ít xài nước mới lên tới đây. Đúng. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó bây giờ mới chữ bồn vậy nè, 1-2 cái bồn vậy đó, 1-2 dòng này hứng mới là mới có nước được cho người ta xài. Dạ. Bây giờ phải căng bồn. Dạ, vậy là bây giờ mình đang cần một cái bồn nữa ha. Một dạ dạ. Dạ. Phải hỗ trợ cho bà con tiếp. Tình hình nói là mưa là chưa có đâu. Chưa nữa. Tháng mấy nữa lận. Trời ơi, kiểu này là bây giờ tính coi. Nói nha nghe chơi bỏ đổ má nhà trọ thì khi giờ không dám dứa khách nữa. Đĩa rượu mà không có nước dội, muối chạy luôn, cá lúa luôn. Dạ, nói chung giờ hiếu nước đó. Nghe nói chuyện Linh là cũng có đi mua nước xài luôn. Có đi mua ngoài đồng chở. Chứ ở đây nước đâu xài. Dạ. Biết ý tôi nói với Quỳnh là nó bây giờ nếu mà tại vì hôm qua nó đó mình tán nước rồi mà hỏi thực sự mấy người này đâu cho không. Dạ. Nhìn cái người dân ta lại lấy biết rồi. Ở đây có địa chỉ rõ ràng chứ ai đâu mà. Dạ. Đây là mấy anh bà con mình cho dạ, nước này. Lấy nước rồi. Không được đang xài. Xuống cũng lại gai. Quý như vàng đó chú. Chỗ này mà tháng hơn tháng nữa là kể như là kiệt nước chứ lắm luôn, khổ lắm luôn. Khổ lắm luôn mà giỡn đâu. Nếu mà các anh tài trợ được cho một cái bồn này chứ mớ dây thì nữa là tôi làm cho người ta liền. Dạ dạ. Tính ra nước có 18.000 khối đó, tính đi. Dạ. Nước 18.000 một khối của chú anh chị. Một cái bồn như thế này. Cái bồn này được khoảng mấy ngàn hả chú? 2.000 không chú? Hả? Con thấy để 2.000 phải không? 2.000 lít. Chiều mát hả chú? Không có nó chiều nó ở không. Dạ. Nhà này nó mất chạy xe chạy cộ, chiều nó không mới chở nhiều. Rồi đây chú ơi tắt đi. Vậy là hiện tại là những cái mạch nước ngầm cái giếng này kia bị khô không? Không có. Không có nước đâu, giờ khô hết trơn. Giờ là chạy nước cây của nhà nước không? Nước cây của nhà nước nó bắn lên cũng không nổi.
vậy bà con mình khó khăn, ta đâu có tiền xài nước cây, ta lại đây ta không có tiền xài nước cây chứ không phải là không có nữa, mà nó có một vạc vậy, còn thí dụ vạc ở trong nó đâu có nước cây. Cũng phải ra đây để lấy nước cho xài chứ đâu có ra đây cái nước cỏ đó, giờ chúng ta xài nước giếng nước đầu phải không? Yeah. Nước giếng là nước suối đó, yeah. Mà bây giờ nước suối nó bạc rồi, còn cái nước cây ngoài đây bây giờ nó cũng rất là yếu. Dạ. Nên nước là cũng có nhà nước á, nên nó rất là yếu, xài đông quá đông nó yếu chịu mà. Dạ. Đó, chứ không phải là gì. Bây giờ là mấy cái người ở trong xài không à? Dạ. Bây giờ là dùng sâu, dùng ốc không nói với người tu sĩ. Người ở trong không à? Vậy ở trong rồi đó thì nó chạy ốc rồi. Bây giờ nó hết nước rồi, nó bắt buộc là nó phải ra đây. Mà ra đây giờ nước đâu xài? Nước đầu xài đây thấy có mấy cốc hồi nãy còn có ghé là người ta xuống núi lại gài, tại vì không có nước tắm mà xài chứ. Ừ, như là nó không có người chờ. Quê rồi đó. Dạ. Dạ. Không có người nào mà để mưa có nước ta mới lên ở. Đúng. À. Khổ dữ trời, mấy người tu khổ luôn á. Khổ lắm. Trời ơi, biết quên nếu mà quay cái cảnh này được mà mình có được tài trợ thì biết mình tài trợ mấy cái này đúng nghĩa nè. Dạ dạ. Tôi nói thật sự á. Dạ. Cái gì á anh nhịn đói được, nhịn nước được không? Dạ đúng rồi. Anh có gạo anh có nước cho anh nấu. Tôi bỏ chạy xe mấy ngày nay nè, mẹ nó lo nước cho người ta không. Chúng mình tâm lòng của mấy chú ở đây là thiệt tình, đây phải nói là rất là tốt luôn. Đám mưa xuống mới cứu nổi ha, cứu hạn được. Ừ. Ba đám mưa mới cứu nổi. Tại vì mưa đám mưa nó không có thấm được suối đâu, mà có nước. Mưa là giờ giúp. Giờ ai cũng trông chờ mưa chứ. Mưa rồi nó giúp vô đất hết rồi. Dạ. Không có chạy xuống xuống được đâu. Mấy cây tỉnh ở ngoài giờ cũng kêu trời luôn, quá khứ luôn. Nghe ở dưới ta còn chở xà lan lấy nước cho sông cái được, ở đây lấy đâu. Trên núi này là bó tay luôn, nó không có suối nữa là bó tay. Có gì chứ, nó thiệt lắm. Mà cái nó khô hạn là mấy cái nước cây nhà nước nó cũng hạn chế. Không, nhà nước giặt bơm, dạ. Tại vì chính phủ cũng phải đủ tiền. Nó cũng không đủ là phải bơm ngày bên trời. Dạ. Một ngày nào cũng phải có. Cố gắng. Ừ, nó cố gắng hạn chế hơn lúc mình hạn chế. Ừ, nó không có đủ sức nước. Dạ. Mà tôi nói thí dụ như hồi đó giờ là mình xài được. Xài mấy cái vạc mà vô nước cây xài không? Cái vạc trong á, vạc trong cũng nhà nhiều lắm, nhưng mà hồi đó nhà người ta xài nước suối. Còn bây giờ ở trong đó người ta tiếp ra đây một cái nữa, là nó phải thêm nước nữa, nó hụt nước chứ không phải gì. Thí dụ giờ hồi đó giờ nhà nước thì trung bình mỗi một tháng đi là nhà nước ta có một tập ở đó nước à. Đường mà ta làm không? Cho lên quê nè, không có nước, tôi phải hứng nước đây cho người ta lấy nước để đi làm con đường đi lên quê cho người ta nữa. Lên đồi, lên cốc người ta nữa. Bây giờ đổ đá vậy chứ, chỉ mang có sẵn cát, có sẵn mà không có nước. Tôi dẫn lấy nước này lên là nào. Dạ. Tới đây. Chú, cái dây mà truyền ra đây là khoảng nhiêu mét nữa hả chú? Thì 4 mét đó. 4 mét nữa hả? Chung mua 5 mét là được rồi. Dạ dạ. Giờ con nói chung là thấy mấy chú ở đây cũng con tiếp thì được tiếp. Này là tiền của con nha. Hỗ trợ dây trước đi. Cho chú mua dây trước là 200 ngàn đi ha. Này tiền của con nha. Rồi bà con nào có ấy thì người ta gặp cái cảnh này đó thì bồn bộn đó thì tự nhiên tình và người ta liên hệ sao vậy? Mua dây trước cho chuyển ra đây đi giúp bà con được phần nào đỡ phần đó. Dạ dạ. Dạ. Thấy mấy chú cái tâm lòng mấy chú là thấy quá ok rồi. Tán thán tinh thần của chú luôn. Dạ. Nhưng mà tôi sợ tôi nóng hồi nãy cái nhỏ kia nó lại nói tôi bán nó tôi nóng. Vậy đó hả? Cái này ta để các bạn nói tôi lắm. Dạ. Là cái người trên này nói đúng không vậy? Ừ. Hèn ơi, trên này không à, nó hứng không được, nó ghét, nó nói. Ở đây không hiểu cảnh gì mà còn nói nữa đi. Cũng gầu quá ha. Dạ. Bao nhiêu trăm ngàn người trên núi Cấm này mà nhất người là tu sĩ hiện tại giờ nó bỏ xứ, bỏ đóng cửa đi về quê hết mẹ. Thì khổ cho người ta, ông ta về dưới cái cấp đâu người ta ở đây. Dạ. Thấy mọi người đây tu trẻ lắm nha. Cả vấn đề. Rồi cảm ơn chú nha, chúc mấy chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, để giúp cho bà con ở khu vực núi Cấm của mình. Dạ. Nói chung là giờ này là giờ căng thẳng nè. Cầu mong cho mưa sớm dài đám mà giải hạn với nổi. Dạ. Dạ dạ. Cái chỗ này trước mình đi đâu được đâu. Bữa nay là khu gan luôn. Bữa nay là hầu như là cái mấy cái bãi đá là mình ra giữa hồ được luôn á. Đây nè, cái bãi đá này là hồi đó giờ là dễ gì đi ra được. Sâu lắm. Đó. Bữa nay là ra được cái bãi đá ở giữa hồ luôn nè. Trời ơi. Đây. Bữa nay là mình đứng ở giữa hồ mà gần tới Phật Di Lạc ghê luôn rồi nè. Trước mình đâu ra đây được đâu. Cạn quá cạn rồi. Cái này là muốn giữa hồ luôn mà nè.
đúng rồi, bãi đá này giữa hồ luôn rồi nè. Hiện tại nước là trên đây giống như nó bị ô nhiễm luôn rồi nha, nước quá đục luôn rồi nè, là do càng ngày nó càng chuyển màu luôn rồi. Nước rất nhiều cho nên là cái hồ này nó bị cái vừa khô cạn vừa ô nhiễm luôn. Nên nè, bữa nay là mình nhìn thấy tượng được tượng Phật Di Lặc nè, rất là gần luôn nè cô chú anh chị. Đó, bên đây là hồ bên đó là chùa Nhân Linh. Còn con phần chính giữa nè. Nó chất cạn luôn ta. Đây mình quay một vòng cái bờ hồ Hỷ Liêm nha, để cho cô chú anh chị có thể hình dung ra được cái nước, cái độ nước mà giật xuống sâu cỡ nào nha. Cái bãi này là cái bãi nói chung là giữa hồ luôn rồi đó, xa lắm luôn rồi đó. Bữa nay tới đây luôn rồi nè. Ủa có con cá gì mà nó đưa cái kỳ lên dữ rồi ta. Kìa, không lấy rùa sao? Rùa hay là cái hỏng? Trời ơi, ai để rớt cái dù xuống đó luôn. Nước quá đen ha. Nước này ô nhiễm luôn rồi. Do nước cạn quá cạn rồi. Mấy đàn cá nó ở dưới đây này sinh sống nè. Đây là một cái ống mà bà con người ta tưới gãy á, nó giờ nằm ở trên khơi luôn nè. Giờ người ta phải làm cái đường ống xa ra nữa để có thể lấy nước mới được. Nhưng mà nước này chị mình nghĩ là chỉ tưới tiêu thôi chứ sinh hoạt là không có được nữa rồi. Nước nó nói chung là dơ rồi. Còn mấy công đất á. Đây, bữa nay mình đi xuống dưới cái bãi là bình thường luôn nha, xa luôn mình. Trên đây là cái tháp có xá lợi của Phật, Đức Phật ở trên đây nè. Nhiều du khách người ta cũng về đây để chiêm ngưỡng và cúng bái trên khu vực trên cái tháp trên đây, xá lợi của Đức Phật á. Ồ, ở đây trồi lên mấy cái chòm đá ngộ ngộ đẹp quá ta. Cao ghê luôn. Ồ, mấy cái chỗ chòm đá này giống như là có người ta đặt vậy ta. Mà người nghĩ ở dưới giữa lòng hồ mà đâu có ai đâu đặt đá dưới đây làm gì. Thấy ngộ ngộ lạ nè. Giống như mấy cái hòn non bộ vậy đó. Hồi bữa hổm là mình cho cá ăn ngay chân chỗ cái gốc này nè Hồng Định. Nhớ cái chỗ này không? Chỗ trụ nè, giờ còn nước nữa đâu nè, dưới chỗ trụ này nè là lúc trước này cho cá ăn nè, mới con tháng mấy mà giờ là mất tiêu ha, không còn miếng nước nào trơn rồi. Đây chỗ này lúc trước là ra đây là lúc đầu chứ phải chơi lúc đầu nó cái chấn nước kìa, thấy không, chấn nước ở trên trụ nó đó cô chú anh chị. Đâu Hồng Định đi lại giớ tay là hướng Hồng Định cho bà con ta xem coi. Đưa máy đây quay cho mình là cao 1m6 đó cô chú. Đây nè. Cái sáo như này nó chắc cỡ gần 2 mét đấy nha. Đó, Hồng Định là cao mét mấy đó mà giờ cái mực nước nó giật xuống rồi, hết hồn sao. Kinh khủng. Quá trời cạn luôn rồi. Chứ đứng đây là lúc đầu hết trơn mà giờ ra đây được luôn. Đường này chỗ này là mình lúc trước nước nhiều đâu ra đây được đâu. Mới có một tháng mấy nè, tình hình rõ nhất là cô chú anh chị có thể vào xem clip của Cao Tùng Vlog quay cách đây khoảng tháng mấy là chỗ đây nè, mình cho cá ăn chỗ này nè. Mà hiện tại thì khô gan luôn rồi. Một bên kia mình thấy có du khách cho cá ăn kìa, để mình hỏi xem là du khách này cũng có thường đến đây hay không, để xem cái mực nước có hết hồn hay không nha. Qua gần bên đập nè. Bữa nay là du khách là xuống tuốt ở dưới đây là cho cá ăn luôn rồi nè. Quá cạn luôn rồi.
bữa nay nước giật dữ rồi ta. Trời ơi, bữa nay là mình phải xuống tới dưới đây là cho cá ăn luôn hả em gái? Mấy em gái có thường đi đây không với anh trai nè? Là đi cách đây bao lâu rồi? Mới 3-4 tháng mà. Có thấy hết hồn với mực nước không? Quá giật luôn. Chứ là chắc mình đứng cầu trên cầu cho ăn không quá. Đứng ở trên chỗ tháp ha. Giờ muốn ăn là phải loại ra tặng ra ngoài đây luôn. Nước nó khô. Trời. Trai rồi. Đưa thức ăn cho trai với em gái cho ăn đi. Cho ăn chỗ đi. Nước nó đục ha, đen luôn, nó chuyển màu đen luôn. Cái chứ đó là chúng ta đứng trên cầu đó. Bên đó là cái đập của hồ Hải Liêm đó. Bên kia là nó giật sâu xuống dữ lắm luôn. Cái hẩm xuống. Bên đây mát hơn nè. Hết chưa? Hết cho con. Chưa hết à, cho ăn hết luôn đi. Con lấy liền đi em. Để xuống. Con cho ăn đi. Cho ăn chút cho quay luôn nè. Ui trời, ướt mình rồi. Bữa nay đi lại cái là nhìn thấy nước là hết hồn luôn á, còn nó chơi bự kìa. Cái đó kêu bằng là thủy quái ha. Ôi ôi nè, rộ lên nè, quá rồi luôn rồi. Ôi ôi, ướt thành luôn rồi. Có mấy con cá chê lớn ghê luôn. Nhà có mấy bạn gần đây không? Dạ em với Cà Mau lắm. Cà Mau hả? Dạ. Cà Mau dưới hiện tại chắc cũng thiếu nước lắm hả? Dạ. Cũng khô hạn, nắng quá. Nắng quá. Hả, mình có xuống Cà Mau. Đúng rồi. Xuống Cà Mau. Xong ở dưới còn nước không? Dạ cũng còn mấy huyện kia thì nó khô luôn. Bữa hả mình đi dưới hình như là có huyện Trần Văn Thời là dạ, khô gan nước luôn, dưới sụp đất đồ dữ dằn luôn. Nhà em ở huyện nào? Em huyện Cái Nước. Cái Nước ha. Cái Nước anh cũng có bạn chứ á. Của có em trai chứ. Tới cầu Sông Đốc hả? Sông Đốc, mình tới cầu Sông Đốc hả? Đá bạn. Mấy em đi đi cúng ha. Lâu lâu cái mình đi cúng ha. Hành hương. Là mình đi lên núi Cấm rồi mình có đi địa điểm nào nữa không? Em qua bên chùa Bà núi Sam rồi mới trở ra tham quan. Có nghĩa là buổi sáng là mình đi chùa Bà rồi ha, cúng rồi mình mới qua núi Cấm luôn. Rồi cảm ơn em trai nhiều nha. Thì dưới đây dưới hai bạn gái rồi đó hả? Vậy là chút xíu nữa mấy bạn đi qua bên chỗ khu vực tượng Phật Di Lặc cúng luôn. Tới đây ha. Lần à. Năm nay đến đây là thấy thay đổi nhiều đúng không? Dạ. Thấy lạ không? thấy tình hình là giật nước hết phải không? Lúc trước là đứng trên đó. Đứng ở trên cầu hay em gái? Trên cầu cho ăn xuống. Giờ xuống đây là hết hồn phải không? Dạ. Phải đi xuống tới dưới mà cũng không ngờ cái lòng hồ ra lúc ở đây được đâu. Đúng rồi, không có ai nghĩ là ra tới đây được luôn. Nó khô quá mới lội ra đây được. Ồ, mấy cái ống nước kìa không định. Nằm xuống túc dưới đó luôn. Bữa nay sao mình có cái cảm giác là cá nó ít lại nha, chứ không có nhiều như đợt hổm nha. Không biết là có chết bớt hay không thì mình không biết nha. Bị ảnh hưởng không? Đúng rồi, nhưng mà mình cảm giác là thấy cá, số lượng cá là ít lại rất là nhiều á. Trước lại đây là nổi lên nhiều lắm. Hôm trước là mình cho ăn ở ngay khu vực chỗ tháp đó là dữ dằn nhiều luôn. Vậy
cái lượng cá nó dài ra phía ngoài luôn. Bữa nay kìa, nguyên một cái đường đó chực sâu quá trời luôn. Bữa nãy mình chạy lên mình thấy bà con mình ta đi lấy chai nước nước không? Đúng rồi, chút xíu nữa mình Tiền Giang, Gò Công vậy đó. Chút xíu nữa mình chạy dưới mình cập nhật lại luôn cho bà con cô bác xem. Cũng hạn như lắm, người ta thiếu nước xài. Thiếu nước trên đỉnh nghe nói là nước không tới vậy đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vòng phía trên nha, mình qua trên khu vực tự Phật Di Lạc để cập nhật tình hình ở trên kia luôn. Xem là bữa nay lượng du khách có đông hay không nha, với xem là tình hình ở trên đó có gì thay đổi mới hay không nha. Mình nghĩ là mấy cái vườn cây ở trên khu vực ở trên đỉnh, mình nghĩ chắc cũng thiếu nước trầm trọng á, thiếu nước tưới á. Đó, mình quay một vòng lại nữa nè cô chú anh chị. Dịch xuống phải nói là rất là cạn luôn. Đây, cái địa điểm này là mình quay clip trước nè, là mình cho ăn ở đây nè. Ở đây còn nước nhiều lắm, mới cách đây có tháng mấy là giờ là không còn nước luôn rồi, khô gan luôn. Giờ mình đi lên trên nè, mình lên chùa mình cúng cái, mình sẽ đi tiếp tục nha. Quá trời cạn luôn à. Ủa, con khỉ nè. Nó trèo lên nè. Năm mô rồi, buổi sáng nè. Ủa, cái bông này thơm vậy, thấy ong u quá trời luôn. Nó chết thơm. Rồi quá đẹp luôn rồi. Cái này nói chung là tình hình ở trên núi thì cũng lai rai chứ không có đông nha. Quay một chút xíu hoàn cảnh trên đây rồi xong mình đi qua bên khu vực bên kia nha. Chùa đại cúng. Đi hành hương hả cô? Cúng chưa? Cúng rồi ha. Dạ. Qua Tượng Phật Di Lạc chưa? Rồi luôn ha. Lên đây là dạ lên trên núi Cấu là phải có mấy cái điểm này là phải đi. Chào cô. Ở đâu đi cúng cô? Ở hai biển. Kiên Giang. Kiên Giang ha. À, Kiên Giang. Cũng xa dữ rồi ta. Đi hồi khuya hồi 3 giờ đó. Là mới tới đây rồi. Hồi khuya ha. Lên đây cho nó sớm vô khỏe. Dạ. Cái này nắng quá trời nắng rồi. Cô có thường lên núi tắm không? Đừng lên con. Đó chờ hai lần. Đi hai lần ha. Mà lên hiện bây giờ chắc cảm giác thấy nó lạ, hôm trước là cái hồ nước nó cạn rồi, hôm trước là nó nhiều lắm. Dạ cô đi đường này quá quen thuộc rồi, con đi hồi quay luôn á. 30 năm trước mới có cái đường mới lớn đó, đi bằng gậy đó. Dạ. Cô lên nha. Chiều cô mới xuống mới đầu tới đó ngủ chân Lâm Viên đó. Dạ. Ngủ đó ăn đêm hừng sáng là thức dậy, chống gậy đi lên trển. Tới trển tới chiều ngủ trển đêm. Chở xuống nữa ngủ chân núi Lâm Viên đêm chưa chơi nổi gì đó. Đó là, đó là đi bộ cái vui đó. Chưa có đường xe hả cô? Chưa, người ta dạ. Người ta bằng người ta dựng cái khạp người ta để gậy chống á. Cái cô đi xuống thì cô cho gậy người đi lên. Dạ. Đi vui lắm kìa. Là cảnh mấy chục năm trước là ở đây mình đi kiểu nó hoang vu mà thấy nó gọi là cái tâm linh rồi, nó nhiều cô lắm. Cô đi cô ba mấy tuổi. Giờ cô sáu mấy rồi. Thôi về bắt điện thoại rồi đó. Dạ. Dạ đúng rồi, có ra kênh hai anh em con á. Dạ. Kỷ niệm cho bà con mình xem. Dạ. Rồi tạm biệt ha. Qua chùa qua bên Phật Di Lạc. Về qua đây. Dạ. Giờ còn qua chùa Bà nữa cơ. Dạ. À, vậy là mình đi chính xác là hôm nay là đi hai điểm ha, đi núi Cấm với chùa Bà. Dạ. Tại cô đi chùa theo đoàn chùa ngoại này tổ chức đi nhà chở chị em đi. À, gia đình ha. Dạ. Chứ cô đi theo đoàn không à. Dạ. Ở
chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha, đi núi này về mạnh khỏe nè, bình an, làm ăn càng ngày càng phát tài nha. Rồi, cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Chủ yếu là sức khỏe nha. Dạ, có sức khỏe là muốn gì cũng được hết á. Dạ. Mình vô đây mình kính lễ, mình lại Phật cái ngang của chú anh chị. Nam mô Di Đà Phật. Cái này thì trên núi cũng hơi vắng nha cô chú anh chị. Chứ mấy cái ngày lễ hoặc là ngày rằm thì đông lắm. Mấy ngày này thì nói chung là vắng chứ không có đông. Khách du lịch những ngày rằm với những cái ngày lễ Tết đó. Còn cái này thì vắng nha. Dạ. Hôm nay có cô này bán đồ gãy luôn. Đó là mình bán ở bên chợ hả cô? Dạ, gần gai bán tới chợ May ngồi chút xíu nữa là đi. Dạ. Bán nữa. Sao mình không ngồi cố định ở bên chợ May bán luôn? Chợ May bán. Chậm bán hả? Dạ. Cô bán đồ gãy nha. Cô bán đồ gãy. Ủa mấy cái gãy này là cô lấy ở trên núi luôn hả cô? À, hay là cô trồng? Chợ lên mua cái mua lên. À. Dạ, gánh chợ á, mua chợ lên. Dạ. Ớt rồi. Không biết mua ủng hộ cô gì giờ. Ờ, dân ở dưới á. Dưới chân núi ha. Ờ, Chi Lăng. Dạ, gánh lên bán. Sao mình không bán ở dưới chợ dưới hả cô? Bán chợ giờ cũng thấy nó cháu tôi em tôi nó bán chợ nó ế quá. Dạ. Giờ nói chung ở đâu cũng vậy cũng vắng hả cô? Dạ, gánh lên gai đi bán hết. Dạ. Chứ không hết. Cô người dân tộc. Đây một cái gánh ở trên núi là có các mặt hàng gì nha. Đây bí đào, bí gợ, cà chua, su, đủ hết trơn ha. Quay chanh, ớt, gừng. Mấy đồ này là Hồng Định ăn tương được nè. Bên kia là đồ canh kìa. Đó, thì đủ hết trơn ha. Đồ tương không à. Chung là cô bán các mặt hàng rau cải. Hôm nay là ngày thứ tư cho nên là vắng khách luôn. Bữa nay mình đã dấn tanh luôn. Đây, một cái bảng mà phải nói là khi mà lên hồ là mình gặp rất là nhiều, đó là hố sâu nguy hiểm. Là hiện tại giờ là nước cạn luôn rồi. Đây, bên đây là cá, dữ lắm cá luôn. Giờ này mình hết thức ăn rồi, phải có thức ăn nhiều mình cho ăn. Ôi, bữa nay sao mà còn cá guppy không hả? Ủa mấy con cá kia đâu hết rồi ta? Tại vì cá rô phi thì cái loại này thì nó sống dai, rất là dai. Số lượng cá rô phi hiện tại là chiếm muốn là 90% luôn rồi nè. Sao ngộ vậy ta? Đúng rồi, rồi còn những cái con cá kia sao mà thấy ít dữ vậy ta? Đúng rồi, cá chép. Như vậy là chứng tỏ là loại cá chép nó sống môi trường này nắng với vậy nó chịu không nổi, người ta đưa đi chỗ khác mình không biết ha. Không biết là có đưa đi chỗ khác hay không ha. Mà sao thấy cái số lượng cá ấy rất là ít nè. Chứ thường thường là cá rất là nhiều luôn. Cá có cá điêu hồng rồi cá chép nó nhiều lắm, mà hiện tại thì cá rô phi chiếm 90% ở khu vực này nè. Cá rô phi thì sống cái thời tiết khắc nghiệt hơn rất là nhiều nha. Bên kia bay thấp sao bên đây bay cao rồi. Bay cao là nắng nữa đó. Bay cao nắng nữa quá. Hay là cho trời nắng thì mấy ổng bay lên. Ồ, toàn cá rô phi không à. Cô gánh đi. Ồ, cũng nặng dữ ta. Nên mấy chục ký, bên là mấy chục ký của cô chú anh chị, nặng lắm á. Đây, bên đây là một cái vực thẳm nè, nó nhìn cô đập này đứng ghê đứng không. Đó, bây giờ thì mình sẽ qua khu vực tượng Phật Di Lạc nha, đi gặp nhiệt tình hình bên kia khu vực đó luôn. Ồ, hai gánh này một gánh 50 ký không hả cô? Không tới hả? Thấy thương cô rồi, gánh nặng lắm nha cô chú anh chị. Chứ không phải đơn giản đâu. Mình vô đây mình gánh không có nổi đâu. 50 ký.
không có cô. Cái nặng quá, nặng rồi. Bán cho khách hả cô? Dạ. Cỡ này trên đây em thấy vắng hả chị? Dạ. Mấy ngày lễ với mấy ngày Tết đồ đông ha. Cỡ này tháng 4 tháng 4 hả chị? Bắt đầu tháng 4. À 30 tháng 4 lễ ha. Dạ. Cỡ này em thấy đi dưới chân núi lên đây thấy vắng quá. Rồi cảm ơn chị nha. Các chị bán đất hàng. Các mặt hàng ở trên khu vực núi Cấm. Đây, bên này cũng có một số cô chú người ta bán đồ gãy nè. Ồ, bên này cạn quá cạn nè. Nó bên đây nó cũng giật xuống nè. Ló ra có một cái mé rất là xa luôn nè. Chị thì cái này là mùa chứ may hay sao chị? À, tại mùa, ngay mùa ha. May, chú anh chị nào có về khu vực Núi Cấm thì ghé ủng hộ cho chị gái nha. Không may. Cái đó là măng hả chị? Măng, măng khô. Dạ, măng với me ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt hàng. Bên đây cũng có mấy chị với mấy cô bán nè. Me nữa nè. Cái này là ngay mùa dâu chứ hả chị? Dâu, anh dâu mỗi năm anh cũng không chị. Cái này là dâu xanh là ngay mùa chưa? Chưa ngay mùa ha. Cỡ tháng mấy ngay mùa hả chị? Cỡ nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa, vậy là cỡ này là trái nhỏ nhỏ nhiều ha. Còn cái nào là trước thì chín ha. Không có mưa ha, mưa chậm hơn hả? Mưa không có mưa, anh tháng vừa đang có mưa. Dạ. Chưa có mưa. Lâu rồi không có mưa ha. Rồi cảm ơn chị với cô bán đất hàng nha. Em đi quay còn nhiều chỗ lắm. Đây nè, mình quay khu vực này chút xíu nha cô chú anh chị. Nó những cái ống nước hiện tại là bà con người ta phải đưa ra rất là xa ngoài kia mới có thể lấy nước lên được. Nó cái bãi khu vực này nè, chỗ đó cũng có cái bảng cấm khu vực nước sâu nguy hiểm nữa đó. Bây giờ là khô như thế này luôn. Trước thì mình cũng ít có quay khu vực này, nên là bữa nay mình cố gắng mình quay cập nhật cái khu vực này để cho bà con cô bác có thể hình dung ra được là cái vị trí khác nữa, để mà có thể biết được cái mực nước nó giật xuống càng ngày càng cạn như thế này nè. Nó mấy cái ống nước là bà con người ta phải nối thêm 3-4 ống nữa mới ra tới phía ngoài được đó. Còn lúc trước là chỉ có một cái ống dẫn chúng tới đây là có thể lấy nước rồi nè. Bây giờ là thêm 1, 2, 3, 4 ống nước nữa đó. Thêm 4 ống nước nữa mới ra ngoài lấy nước được, là cô chú anh chị có thể nhìn thấy là cái nước, mực nước nó giật xuống cạn cỡ nào đó. Quá trời cạn luôn rồi. Nó cạn quá cạn luôn. Bây giờ mình đi vòng vòng cái bờ hồ này tới chân cổ khu vực tượng Phật Di Lặc thì mình sẽ cập nhật dài lên nha. Quay vòng vòng toàn cảnh cái hồ. Cái này vắng quá. Nó còn có một cái lòng hồ rất là ít nước luôn. Đây bây giờ thì tới khu vực tượng Phật Di Lặc nè. Bây giờ năm nay xây lại mới, đẹp quá đẹp luôn. Đây. Đó. Quá đẹp luôn ta ơi. Ôi ôi. Hết hồn đẹp luôn không? Giờ là xây dựng lại
thấy cái chỗ này hết trơn luôn, giống như là một công viên luôn rồi. Lúc trước là ở đây là hai bên bán đồ rất là nhiều luôn, nhưng mà giờ cũng dẹp hết rồi, xây mấy cái bậc thang lên nè, rất là đẹp luôn, một cái khung cảnh hoàn toàn mới luôn á. Giờ thì mấy chỗ này là không có cho bán nữa, bán là phải có đúng nơi quy định hết trơn luôn. Đây một cái hình ảnh mà phải nói là đặc trưng của núi Cấm, rất là đẹp luôn. Cái này vắng quá vắng ha. Phải nói là một hình ảnh rất là đẹp, hoàn toàn mới ở khu vực núi Cấm, đặc biệt là chỗ tượng của Phật Di Lặc, giờ quá đẹp luôn. Nhưng mà hiện tại thì khách du lịch cũng vắng nha, những cái ngày lễ hoặc là mình nghĩ là 30 tháng 4 là đông lắm luôn. Cập nhật chút xíu hình ảnh ở đây rồi sau đó mình sẽ xuống dưới cập nhật tình hình của bà con đang lấy nước. Ồ, quá đẹp luôn. Anh là YouTuber Cao Tùng Vlog. Quá nắng rồi. Đây phải nói là một hình ảnh rất là đẹp nha. Nằm ngồi được không? Nằm ngồi được. Thôi mình chỉnh lại xong rồi mình đi xuống nha, để cập nhật tình hình nhiều điểm khác nữa. Giờ này mới có hơn 8 giờ mà phải nói là cái nắng rất là gay gắt luôn. Tới mà 10 giờ 12 giờ là cái như là nếu mà mình đi núi hoặc là đi du lịch thì cô chú anh chị nhớ là đi sớm sớm nha. Chứ nếu mà mình đi trễ quá là kêu bằng là nắng dữ dội luôn á. Đi không nổi đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vòng qua khu vực chợ May chút xíu nha. Nói chung là lên trên khu vực núi Cấm thì mình phải cập nhật đầy đủ những cái địa điểm ở trên đây, những địa điểm quan trọng để cho cô bác anh chị được biết được cái tình hình ở trên đây. Trồng nguyên một vườn rau phía trước luôn kìa. Chỗ quán rau có trồng nguyên một vườn rau luôn. Nhìn lạ dữ người ta. Ở đây chủ yếu bà con người ta bán bánh xèo á. Trên đây trồng rau tốt ghê ta. Mấy cái thùng mớp kìa. Nó mới rau mớp rồi. Tốt quá tốt luôn. Cái này cũng hơi vắng. Mấy tiệm này chủ yếu bán bánh xèo chứ bán mấy cái quà lưu niệm đâu á. Đây, quay một vòng của chợ May ơi. Xem là bữa nay là tình hình ở chợ May như thế nào nha. Cũng lâu rồi. Lâu lắm rồi, tụi mình lắp không có quay khu vực chợ May nha. Đó. Bên đây bà con ta bán nói chung là đầy đủ hết trơn á, giống như ở dưới đồng bằng vậy đó. Mấy cái ngày nào mà có may nhiều á, mình đi lên đây là mình đi chợ đó là may phất phơ dưới chân á. Nhìn hình ảnh phải nói là rất là đặc trưng nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi dài dài qua bên khu vực bên kia nha. Đây là khu vực chùa Vạn Linh nha. Chùa Vạn Linh. Đây là khu vực chùa Vạn Linh nha.
có nhiều du khách thì buổi tối người ta cũng ở lại khu vực chùa này nè. Cái này là mua thùng về dự trữ nước hay gì chị? Thùng này để em đựng giấm. À đựng giấm hả? Em tưởng đâu là xách thùng đi lấy nước chứ. Thùng cũng có lấy nước chị, trên núi này giờ cũng chỗ nào không có nước cũng phải đi lấy nước. Chị hả? Ừ, đi chở cam cam gì mấy nhà mà chở cam cam. Vậy là trên đây hiện tại là mấy cái ống nước này là không có nước luôn hả chị? Có nhưng mà có giờ, có khi có mà đâu phục vụ đủ cho khách xài đâu. Mèn ơi. Đó đằng quán đằng đó đó chở dạ. Nước mấy hôm nay đó khối lên núi 200.000. Một khối lên nước là 200.000 hả? Dưới chợ thì chở lên đây dưới chuyền á. Dạ. Tiền công, tiền xe, tiền nước rồi tiền phải tốn tiền điện hút cua tươi vô bồn nữa. Mèn ơi. Ừ. Hiện tại thì mấy cái nước này là không có cung cấp đủ hả chị? Không có. Đó đằng đó đang hút một xe lên 5 khối đó. Dạ. Ừ. Sáng giờ mấy xe. Rồi quán nó thường xuyên. Ở trên quán mà còn thiếu rồi người dân sao tòi? Chứ người dân thì ta xài không, ta không có buôn bán, nó không phục vụ cho khách ngủ thì nó đỡ. Dạ. Còn này phục vụ cho khách ngủ trọ, nhà trọ phải có nước. Dạ, vậy là hiện tại là ở trên đỉnh núi Cấm mình hiện tại là bà con đang thiếu nước ngọt. Đúng rồi. Dạ. Ở trên này nước ngọt không, đâu có nước mặn xanh gì. Dạ. Cho nên nó chở nước ở dưới lên, nước máy lên cung cấp không đủ. Dạ. Không đủ. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi ơi, thấy bà con ở trên núi á, kể chia sẻ mình mới biết chính xác là trên khu vực núi Cấm hiện tại cũng đang thiếu nước trầm trọng nha. Có nhiều địa điểm mà ta nhà trọ đồ là phải mua nha, mua luôn á. Nói chung là hiện tại thì ở đâu cũng hạn hán kéo dài á, khu vực ở miền Tây mình nè, nên là hiện tại thì nước cũng đang khan hiếm á. Đây chùa Vân Linh rất là đẹp nha. Phải nói là năm nay là một cái năm mà đại hạn hán. Nhiều năm nay thì nhiều cô chú bác anh chị ở trên khu vực nước Cấm không có cái tình trạng mà thiếu nước trầm trọng như thế này. Năm nay thì nói chung là đạt đỉnh điểm rồi. Mấy tháng trời không có mưa nên là hiện tại thì số lượng bà con thiếu nước phải đi lấy những cái địa điểm mà phải nói là rất là cực khổ nha. Có nhiều nơi thì bà con người ta cũng thí nước á để giúp bà con. Phải nói là những cái tấm lòng cũng rất là quý nha. Mình cũng cầu chúc cho bà con cô bác nhiều sức khỏe để giúp cho bà con giúp đời. Mình cũng cầu trời cho có những cái đám mưa xuống để giải hạn. Chứ tình trạng này kéo dài nữa thì không chỉ bà con thiếu nước mà những cái vườn cây của bà con sẽ chết hết. Thiếu nước rất là trầm trọng, rất là khổ luôn. Thôi tới đây thì Cao Tùng Lóc sẽ kết thúc video nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi tạm biệt và nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.